Phía bên kia đường đó là tháp bà Ponagar, và đây là địa điểm tham quan đầu tiên của mình trong chuyến du lịch Nha Trang lần này. Thì để tham quan tháp bà thì mình sẽ mua vé là 10.000 đồng một vé. Và đây là phía bên trong của tháp bà. Hiện tại là mình đi vào lúc 7 giờ sáng cho nên ở đây khá là vắng. Mình nghĩ là nếu mà mấy bạn nào muốn đi chụp hình, muốn vào đây để chụp hình đó, thì mình đi vào thời điểm sáng sớm như thế này ít người sẽ dễ chụp hình hơn. Và đây là mặt trước của tháp bà Ponagar. Thì tổng cộng ở đây sẽ có 4 ngọn tháp, và phía trước này sẽ có là 3 ngọn tháp. Tháp bà Ponagar được xây dựng bởi người Chăm vào khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13. Thì hàng năm thì sẽ diễn ra lễ hội tháp bà vào tầm khoảng ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch. Nếu mà mấy bạn muốn tìm hiểu rõ hơn á, thì mấy bạn nên đi vào thời điểm này á, mình sẽ cảm nhận rõ hơn. Ở trước các tháp thì mấy bạn có thấy là ở đây là có những cái mã QR code, thì cho mấy bạn dễ tìm hiểu hơn á. Phía bên trong thì mình thấy là có thờ bà Ponagar, và ở chính giữa mình thấy có một cái linga. Linga là tượng trưng cho dương vật đó các bạn. Phía bên đây thì mình cũng có thấy một cái mã QR code nè. Mấy bạn có thể tìm hiểu thông tin về tháp thì mấy bạn có thể quét mã này. Đây là tháp Nam. Bên trong tháp thì phía bên tay phải của mình đó là cái tượng thần Shiva. Phía bên trong thì mình chỉ thấy ở giữa chỉ có mỗi cái linga thôi. Đây là đứng trên đây mình sẽ ngắm được cái view của Nha Trang. Thì sau khi tham quan tháp bà xong á, địa điểm thứ hai của mình sẽ là đèo Lương Sơn. Thì đèo Lương Sơn cách ở trung tâm thành phố Nha Trang khoảng tầm 15 phút chạy xe, cho nên là mình phải tranh thủ đi sớm. Đúng. Good job. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ngước lên, đúng rồi, đúng, đẹp, 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 đẹp lắm á. Đừng có ngước quá. Không xuống. Đúng rồi, đừng có mỉm cười. Đúng rồi, đẹp đó. Gồm cho mình và con tàu bê tông kia để mình tham quan mấy sinh vật biển như cái mặt rùa biển.
với tất cả cái mấy loại cái biển khác. Dạ. Cái này là hòn. Dạ. Không phải hòn. Đây là thủy cung chí nguyên. Trong con cầu biển Đông. Cái to nó kìa. Không vô. Hai bạn vô nha. Nên mình đi rồi. Nó chỉ tham quan mỗi cái trong đó thôi. Dạ. Nên là tham quan dưới trong tàu đó thôi. À vậy hả? Cá thì nói chung cũng ít lắm. À vậy thôi đi điểm mới đi. Dạ. Mình vô dạ. Hải Dương học mình coi. Dạ, à. Đúng rồi trời, đúng luôn á. Không, ý là coi cá vô viện Hải Dương học dạ. Vậy đi. Đúng rồi. Nếu như mà mình vô trong là Hải du học mình coi thứ nhất là trong đó là nhiều cá không ở đây. Dạ, rồi bây giờ em sẽ chở mình qua bên điểm thứ hai của mình là điểm lặn ngắm xem san hô. À dạ, được. Sẽ có một cái nhân viên đi cùng với mình 24/24 thì em sẽ chở anh chị mình vào đây, sẽ có nhân viên người ta tư vấn cho mình tất cả các cú cước chơi mình thích, mình thấy cái giá này hợp lý thì mình mua vé mình chơi thôi. Rồi trong quá trình mình chơi mà mình chơi không được nên người ta sẽ trả lại tiền cho mình nếu như mình lỡ mua vé rồi. Bây giờ em sẽ chở anh chị vào đây. Không được là sao? Dạ thì vậy như là chị xuống đấy chị lặn chứ chị trải nghiệm thử mà chị trải nghiệm không được chị lên là em sẽ lấy lại cái số tiền vé đó cho chị ha. Lấy là 100% hả? Dạ 100% luôn chị. Rồi chị đi nha, em vô đây sẽ có nhân viên tư vấn cho mình. Cái này được hả? Hiện tại mình đang ở trên bãi tầm. Thì giá vé để vào đây là 250.000 đồng một người. Thì trong đây các bạn thấy là ở đây nó có rất là nhiều bể tắm giống như thế này. Thì mấy bạn có thể tắm chung hoặc là tắm riêng tùy thôi. Là mình có thể chọn bất kỳ bể nào cũng được hết. Phía dưới thì mấy anh đang dọn dẹp để cho mọi người tắm. Ủa anh lấy một tấm khoáng là xuống dưới đó đúng không anh? Đây là tấm chén nó sạch rồi, nó có mình dưới trên. À dạ. Giữa cầu thang nó có cái massage thủy lực nước.
Trang với bạn. Nhưng mà mình đang gặp một cái sự cố là mình đặt vé 4 giờ chiều mà mình qua đây mới có 3 giờ. Ở đây thì những chị ở quầy kiểm vé không có cho mình vô sớm, cho nên là mình phải ngồi đợi thêm một tiếng nữa mới được vào. Cho nên mấy bạn khi mua vé mà để đi tàu qua đây nên lưu ý nha. Vậy mình không chơi cái trò kia ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào lúc này thì chúng thường chui rút trong các hang và chỉ thò đầu ra ngoài để thở. Chúng có một bộ hàm khá là to lớn với những chiếc răng vô cùng sắc bén. Đây là một loài cỏ nọc rất là độc. Và khi bị nọc độc của cái trình chúng phải thì sẽ làm cho vết thương máu sẽ không đông lại được. Phải dùng rong biển tươi để chà vào vết thương, hoặc là sau đó chúng ta phải đi khâu lại vết thương thì mới ra vết thương mới cầm được máu. Lỡ thì đi vòng vô đây rồi qua trên kia. Có chân nó giật đồ à nhá. Ghê chưa, ghê chưa. À cái con lúc nãy là thiên nga trắng hả? Thấy đâu mà hồng mà. Của mình đến đây cũng kết thúc. Nếu thấy video của mình hay, mong các bạn cho mình xin một like, một lượt bình luận và một lượt đăng ký. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.
Cuốn phía sau lô đặt điện thoại để đến cổng cất treo hoặc cổng khách sạn để ra về.